Xin chào cả nhà. Số người ở Hải Phòng bên em vừa về được một em nồi áp suất thương hiệu Tefal Pháp các bác nhá. Con này thì còn nguyên hộp này các bác này. Đấy, vừa về xong. Còn nguyên hộp nồi Tefal đây. Cái dòng này là dung tích 6 lít, dòng tay gập một chạm nha các bác nhá. Thương hiệu Tefal Pháp này. Đây. Một con vừa về. Hàng vừa về nhá các bác nhá. Bên trong còn nguyên xưởng hấp này. Đấy, em chưa vệ sinh, nói chung là về bữa về thì nó còn nguyên trong hộp. Đây cái dòng tay gập một chạm này nhá các bác nhá. Van xả hai lớp này các bác này. Đấy cái dòng này lên rất là nhiều rồi. Van xả hai lớp. Gioăng đẹp, mặt inox đẹp. Đấy, nồi bên trong thì nó còn nguyên một cái vỉ hấp như thế này các bác này. Cái vỉ hấp còn mới tinh luôn nha các bác nhá. Đây là cái vỉ hấp và đây là cái chân hấp để gắn ở dưới. Đấy, cái vỉ hấp mới tinh. Rồi bên trong đây các bác này. Đẹp nha các bác nhá. Inox đẹp sáng bóng, tay chân mới nguyên. Nói chung là đại loại là hàng vừa về, hàng vừa ấy khui. Có thể là một lướt người ta lướt, người ta đã sử dụng một hoặc hai lần thì người ta còn vẫn còn nguyên hộp. Đấy, người ta đóng thành hộp người ta gửi về. Một là như thế, hai là hàng chưa qua sử dụng lần nào. Đấy. Còn rất chi là mới luôn nha các bác nhá. Inox đẹp sáng bóng này. Lồi inox dày hai đáy đun từ ok nha các bác nhá. Đấy. Make in France dung tích 6 lít này. Kèm vỉ hấp này, còn nguyên thùng luôn. Còn nguyên thùng. Gioăng zin mới tinh luôn, chưa sử dụng. Mặt inox đẹp. Đây gọi là dòng tay gập một chạm. Cái dòng này thì bên em đã lên rất là nhiều rồi. Đấy, khi áp căng thì cái phao này nó đẩy lên nhé các bác nhé. Phao này nó đẩy lên, hơi thừa nó sẽ được đẩy qua đây. Và van xả nó gồm hai lớp này. Một là linh xương này. Hai là linh củ quả này. Thay vì là hay là linh nhanh và linh chậm. Đấy, linh xương thì bao giờ linh nào gọi là linh nhanh. Và linh chậm thì là linh củ quả đây. Như này là đang linh nhanh này. Đấy, linh chậm này, xả hơi đi này. Và nhấc van em vệ sinh van nhé các bác nhé. Đấy, bình thường thì các bác cứ để cho em chế độ linh nhanh thì cho nó nhanh. Đấy, hơi thừa nó sẽ đẩy qua đây. Và riêng dòng nồi Tefal nhé, khi áp căng cái phao này nó đẩy lên một cái là hơi thừa bắt buộc nó xì qua luôn. Bởi vì là hơi của bên trong rất là kín, bắt buộc cái lượng thừa, lượng hơi thừa dư ra nó phải đẩy đi các bác nhé. Chứ không thì nó kín quá trong nồi, nó dẫn đến nó sẽ hiện tượng là nó lổ lồi đấy. Đấy nên là nếu trong trường hợp đun nồi áp suất mà cái van này nó tắc, tức nghĩa là mà cái phao đẩy lên van này nó tức tắc, tức nghĩa là van đang nổi nhá, các bác đừng đun nhá. Đấy, các bác lưu ý dòng dùng nồi áp suất phải lưu ý. Nhiều bác thì nhận hàng xong này, khi đun xong thì cứ thấy cái van này nó đẩy lên hơi thừa nó đẩy đi, lại cứ bảo là lồi lỗi, không lỗi. Lỗi là hơi nó sẽ xì qua đây này, xì hết qua vòng mép này, xì hết qua cái phần miệng này. Ấy thì nó mới là lồi không đủ đạt tiêu chuẩn nhá các bác nhá. Còn nồi đạt tiêu chuẩn là nó dồn hết hơi vào, nó chỉ được xì qua đây và phao này nó đẩy lên, đấy là nồi đạt tiêu chuẩn. Thế như con này thì mới tinh luôn. Mới tinh luôn, gioăng zin 100%, hàng xịn. Vừa khui kiện, khui thùng, khui xốp ra. Cái hàng về có mỗi một con này là trong thùng thôi các bác ạ. Con này còn nguyên hộp này em bán cho các bác với giá nhá. 2,3 triệu em bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 3 tháng. Mọi chức năng hoạt động ok nha các bác nhá. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664. Hàng cọc lên đơn, cọc trước cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nha các bác nhá. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.